Kết quả phát triển kinh tế tại Hà Nội 9 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả nổi bật là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 376.430 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,54 tỷ đô la Mỹ. Du lịch phục hồi mạnh, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,12 triệu lượt, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu cũng là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Hà Nội thời gian qua. Hiện nay là, xin thưa các đồng chí là cái xuất khẩu của chúng ta cũng đang rất tốt. Và chính vì thế thì tạo cái đà mà cho cái năm 2025 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tham mưu liên quan đến cái xuất khẩu. Và phát triển các loại hình thương mại thì có giá trị cao, trong đó tập trung vào các cái lĩnh vực như là dịch vụ bán buôn, bán lẻ, dịch vụ logistics và dịch vụ xuất nhập khẩu. Và tăng cường các cái hoạt động xúc tiến thương mại liên quan giữa các tỉnh, thành phố, rồi kể cả cái việc mà hàng hóa nhập khẩu từ các nước và đặc biệt là các cái hàng hóa mà xuất khẩu của Hà Nội đi sang các tỉnh cũng như là ra các nước. Thành phố đã tập trung khắc phục sản xuất nông nghiệp sau bão, nên mặc dù chịu hậu quả rất lớn, song sản xuất nông nghiệp vẫn tăng trưởng. Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới tiếp tục có những thành tựu mới được ghi nhận. Đến thời điểm này chúng ta đã phê duyệt được 2.924 cái sản phẩm. Và theo kế hoạch đến 2025 thì chúng ta theo cái chương trình 04 là giao cho chúng ta chỉ tiêu là 3.000 cái sản phẩm. Như vậy là chúng ta chỉ còn thiếu 100 sản phẩm nữa là chúng ta đạt được cái kế hoạch của cái chỉ tiêu trong cái chương trình 04 đến 2025. Số xã nông thôn mới nâng cao thì chúng ta đến thời điểm này đã đạt được 188 xã. Thế và theo cái kế hoạch thì chúng ta đã vượt so với cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 20%. Từ nay đến năm 2030 và năm 2045, thành phố phải tập trung thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư, tăng tốc lấp đầy các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các cụm công nghiệp, làng nghề. Những định hướng của chúng ta là hoàn toàn đúng rồi. Là như tôi nói này, nó là hồn cốt rồi. Thế nhưng trong từng giai đoạn cụ thể, chúng ta phải đặt được những vấn đề mục tiêu ưu tiên và có quan điểm trong cái lãnh đạo chỉ đạo để thúc đẩy phát triển được. Thì tôi nói ví dụ như là cái kinh tế của thủ đô chúng ta từ nay đến 2035 hoặc thậm chí đến 2040 thì chúng ta vẫn phải tập trung vào phát triển kinh tế và trọng tâm là phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Đây sẽ là cái thế mạnh của thủ đô chúng ta. Trong các tháng cuối năm, các sở ngành sẽ tiếp tục nhiệm vụ đảm bảo cân đối cung cầu, kiểm soát tốt giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.